Đây là dòng sáo mèo 7 lỗ. Về thanh âm thì giống với lại cấu tạo của sáo mèo Trung Quốc 7 lỗ. Nứa Tây Nguyên dày cứng vàng óng, rất đẹp và rất thẩm mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.